Hello, chào mừng em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh em biết đấy, trong anime tồn tại những nhân vật mang trong mình sự bất tử. Vì vậy, họ không cần phải sợ hãi vấn đề mọi nhân vật khác đều phải sợ, đó chính là cái chết. Nhưng kẻ bất tử trong anime thường mang khí chất hết sức nổi bật và được rất nhiều bạn yêu thích. Nào hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với video Top 10 nhân vật bất tử có khí chất cực ngầu trong anime nhé. Và trong top anime này có cái tên mà bạn yêu thích không? Hãy để lại một like và một bình luận phía bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Vị trí số 10, Car, Zozo no Kimio Naboken. Cars được coi là nhân vật phản diện chính của Tendency Battle. Cars là thủ lĩnh của Pillar Man và là người thiết kế mặt nạ đá. Mục tiêu của anh là tiến hóa hơn nữa để trở nên miễn nhiễm với tia nắng mặt trời. Và do đó, anh tìm kiếm Redstone of Aza để tăng cường cho mặt nạ của mình và chiến đấu với những người dùng Ripple để sở hữu nó. Là người tạo ra mặt nạ đá và Macaron, Cars là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong series. Phát minh của ông gây ra rất nhiều hậu quả cho một số nhân vật chính như Dio Brando, gia đình Joestar và gia đình Zeppeli. Cars là một kẻ thông minh, tàn nhẫn và cô độc với mong muốn đạt được viên đá đỏ Aza, sở hữu nhiều năng lực và sức mạnh siêu phàm. Ngoài ra, Cars còn là một kẻ bất khả chiến bại, bất tử và không thể bị chết. Anh ta không già đi và tự duy trì được ngoại hình của mình. Tái sinh, chữa lành mọi vết thương chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Số 9. Kibosuji Muzan, Kimetsu no Yaiba. Kibosuji Muzan là nhân vật phản diện chính của series Kimetsu no Yaiba, được biết đến là con quỷ đầu tiên xuất hiện và là tổ tiên của loài quỷ. Muzan có vẻ ngoài của một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, với mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ tươi, thường mặc trang phục lịch lãm. Muzan là kẻ lạnh lùng, tàn bạo, ngạo mạn, hắn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Hắn luôn muốn mọi kế hoạch mà hắn đưa ra phải hoàn hảo tuyệt đối. Đó là lý do mà hắn không thể chịu được sự thất bại ở bất kỳ trường hợp nào, dẫn đến việc hắn trừng phạt những người đã thua cuộc và những kẻ mà hắn cho là yếu kém. Là kẻ được biết đến là tổ tiên của loài quỷ, Muzan mang cho mình sức mạnh cực kỳ to lớn với hàng loạt các dị năng để điều khiển loài quỷ trong tay mình, cũng như là cho phép tạo nên thêm những con quỷ hoặc là cung cấp sức mạnh cho loài quỷ. Kể từ khi thành quỷ, Muzan đã sống qua nhiều thế kỷ mà không bị lão hóa, cũng như là khả năng miễn dịch với bệnh tật. Vị trí số 8, Ban, Nanatsu no Taizan. Ban là thành viên tội lỗi tham lam của Thất Đại Tội, đã từng sống dưới vai trò một tên cướp. Sau khi nhóm tan rã, Ban ban đầu bị giam cầm trong hầm ngục, nhưng đã tự mình ra ngoài khi mà anh ta phát hiện ra rằng Meliodas vẫn còn sống. Secret Treasure của anh ta là Holy Rod Core Charles. Là một thành viên của 7 đại tội, Ban rất mạnh, tốc độ và sức mạnh của anh ta vượt xa một người bình thường. Và chuyên môn của anh là sử dụng tốc độ kết hợp với khả năng của mình, Snatch, để xé toạc nội tạng của đối thủ. Tuy nhiên, khả năng tuyệt vời nhất của anh là sự bất tử. Nhờ uống từ Fountain of Youth, tất cả các vết thương của Ban đều lành gần như ngay lập tức. Cho dù nghiêm trọng đến đâu, anh ta cũng không già đi, không cần ăn hay uống, miễn nhiễm với tất cả các loại độc. Sự bất tử của anh cho phép anh chiến đấu với một phong cách liều lĩnh hơn rất nhiều. Vị trí số 7, Zeref Dragneel, Fairy Tail. Zeref Dragneel được xem là pháp sư mạnh nhất và tàn ác nhất trong lịch sử bởi việc mang đến vô vàn những con quỷ vào cuộc sống và sáng tạo ra rất nhiều loại hắc thuật. Trong thực tế, Zeref là một chàng trai trẻ sống ẩn dật và tự nguyên rủa bản thân mình vì không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Anh ta là người sáng lập và đồng thời là hoàng đế của đế quốc Avarice dưới cái tên Spriggan. Anh cũng chính là anh trai ruột của Nasir Dragneel và là cha của August. Khoảng 400 năm trước đây, Zeref đã bất tử. Zeref cũng không thể lớn lên nữa hay già đi. Do chúng lời nguyền hắc ám của thần sinh tử Aseram, Zeref tồn tại trong dáng vẻ của một chàng trai trẻ. Trong quá khứ, Zeref là pháp sư đen tối và tàn ác nhất trong lịch sử thế giới phép thuật, người nắm chủ ma thuật hắc ám và đã tạo ra vô số ác quỷ. Một số vẫn còn tồn tại và tàn phá cho đến ngày nay.
Trong thời đại hiện tại, Zverev đã tìm cách tách biệt mình với thế giới và tỏ ra khá trầm tĩnh, trung thực cũng như là khá mâu thuẫn với chính mình. Sở hữu sức mạnh khủng khiếp, không hề khoan dung và sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ anh xem là xấu xa. Vị trí số 6, Sato Azin. Samuel T. O'Brien trong anime được biết đến nhiều nhất với cái tên Sato, là nhân vật phản diện chính của anime và manga Azin Demi-Human. Ông ta là một Azin độc ác, người hoạt động như một kẻ khủng bố để thay đổi địa vị của Azin ở Nhật Bản. Nhưng thực tế, ông ta chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của mình bằng cách giết và tiêu diệt kẻ khác. Ông ta tin rằng cách duy nhất để có niềm vui tốt nhất là chơi hard mode. Đó là khi mà ông ta bị dồn vào một góc, chống lại tất cả các tỷ lệ cược trong khi mà giết nhiều kẻ thù mà đáng ra là bản thân không có cơ hội để sống sót. Anh sống cho sự hồi hộp của cuộc sống và cái chết để tận hưởng niềm vui của chính mình. Giống như tất cả Azin, Sato hoàn toàn bất tử. Anh ta không thể chết trong bất kỳ trường hợp nào, như bị nghiền nát hoàn toàn, bị chặt đầu hoặc thậm chí do suy dinh dưỡng. Vị trí số 5, Kishore Kizumonogatari. Shinobu Oshino là một cô gái macaron bí ẩn, đóng vai trò là người bạn đồng hành của Meme Oshino trong đống đổ nát của trường Keikogram. Sau đó, trong loạt series, cô sống trong bóng của Koyomi Araragi vào ban ngày. Cô trước đây là công chúa trẻ có tên là Rola, người đã bị nguyền rủa khiến cho bất cứ ai gần cô phải tự sát. Sau đó, cô đã lấy tên là Acerola, trước khi mà gặp một macaron thuần chủng và biến cô thành một con macaron mạnh mẽ mang tên Kishore Acerola Orion Heart Under Blade. Vị trí số 4, Father Fullmetal Alchemist Brotherhood. Dwarf of Flask Homunculus được gọi là Father bởi những đứa con của mình, các homunculi khác, nhân vật phản diện chính của bộ anime manga Fullmetal Alchemist. Ông là homunculus lâu năm nhất và là tổ tiên của homunculi, tạo ra chúng trực tiếp hoặc gián tiếp. Kiêu ngạo và tự cao tự đại, ông ta chỉ có quyền lực và quyền sở hữu thế giới, lòng tốt và sự hoàn hảo, và trật tự thiêng liêng xứng đáng với ông ta. Ông ta tìm cách trở nên vượt trội tuyệt đối hơn so với loài người. Một trong những điều của ông có nét tương đồng với Van Hohenheim. Father được tạo ra từ bản chất của ai, với một số dòng máu của Hohenheim trộn lẫn và do đó, hình dạng thực tế của bóng tối của Father rất giống ai. Father được thừa hưởng nhiều kiến thức từ ai và khi nói về số lượng, chỉ có những người thuộc về ai và Truth vượt quá kiến thức của ông ta. Father cũng tự ái, nhẫn tâm, tàn nhẫn và tự cao tự đại, ích kỷ, sâu sắc, tin rằng mọi người xung quanh không là gì ngoài công cụ được sử dụng như một phần trong kế hoạch của mình. Ngoại lệ duy nhất cho điều này có thể là 7 đứa con homunculi của anh ta. Vị trí số 3, Ushiro Gintama. Ushiro là người sáng lập và lãnh đạo đầu tiên của Tenshoin Naraku trước khi Oboro nắm giữ vị trí của mình. Ushiro là một trong những nhân vật phản diện được giới thiệu trong Farewell Shin Segumi Arc và là nhân vật phản diện chính trong loạt Gintama. Ushiro được sinh ra với khả năng hấp thụ và chứa một lượng lớn Atana trong cơ thể của anh ta, ban cho anh ta sự bất tử gần như vô tận và khả năng tái tạo cao. Ban đầu, do trải qua rất nhiều cái chết, Ushiro vô cảm, thậm chí là không còn sợ hãi. Khát khao cái chết của anh được thể hiện qua mỗi lần xuất hiện. Điều duy nhất đánh thức sự quan tâm của anh là một đối thủ dường như có thể giết anh, giống như là Umi Bouzu. Sở hữu khả năng kiếm thuật, chiến đấu tay không đạt đến trình độ bậc thầy kết hợp với dòng máu Atana khiến cho anh ta bất tử. Ushiro là một kẻ phản diện đáng gờm. Vị trí số 2, Alucard, Hellsing Ultimate.
Alucard hay bá tước Dracula là nhân vật chính và là anti-hero của Helsing. Anh ta là con át chủ bài của tổ chức Helsing và là một con ma cà rồng mạnh mẽ. Anh ta là bá tước Dracula với kiếp trước là Vlad the Impaler. Anh ta cực kỳ trung thành với chủ nhân Integra Helsing, người bạn lâu năm của Watersea, Donetsk, và có tình cảm với Sirius Victoria. Anh ta là một thợ săn macaron do là người hầu của gia đình Helsing và đã được sửa đổi để chống lại chính đồng loại của mình. Mặc dù được coi là phản anh hùng, Alucard là một con macaron tàn nhẫn, nhưng không chỉ có ý định trở thành một con quái vật và lấy mạng sống vô tội. Alucard chiến đấu với sự hung dữ và thường rất tàn nhẫn, hiếm khi nổ súng để giết cho đến khi mục tiêu của anh ta bị vô hiệu hóa hoàn toàn và bị hạ gục. Alucard là một đối thủ cực kỳ ghê gớm và nguy hiểm, có thể hạ gục hầu hết những kẻ thù siêu nhiên mà không cần giải phóng những phong ấn chứa đựng sức mạnh thực sự của mình. Alucard sở hữu sức mạnh, tốc độ và phản xạ siêu phàm do dòng máu Macaron và nhiều năm nghiên cứu của tổ chức Helsing. Ngoài ra, anh ta còn có nhiều khả năng đặc biệt khác, đang nói đến nhất là sự tái sinh khủng khiếp dẫn đến sự bất tử về mặt sinh học. Vị trí số 1, Aizen, Bleach. Sosuke Aizen là nhân vật phản diện của bộ anime manga Bleach. Aizen phục vụ Gotei 13 với tư cách là đội trưởng của sư đoàn 5, cho đến khi mà anh ta tiết lộ mình là kẻ phản bội và từ bỏ hiệp hội linh hồn. Sau khi bị phản bội, Aizen đã tìm được Hōgyoku và lên kế hoạch sử dụng nó để tạo ra Ōken tu linh hồn của Karakura Town. Sử dụng nó để giết vua linh hồn và tái tạo cuộc sống dưới hình dáng của anh ta. Aizen là một kẻ hoàn toàn bình tĩnh và lạnh lùng, có cách cư xử rất lịch sự. Anh ta thường cố gắng nói chuyện nhỏ với kẻ thù để chọc giận họ. Aizen có bản chất thao túng cực kỳ tàn nhẫn và nguy hiểm, không quan tâm đến bất kỳ thuộc hạ nào. Và đối với anh ta, tất cả họ chỉ như những con tốt cho anh ta sử dụng. Anh ta nói rằng anh không có bất kỳ chút đạo đức nào và điều đó chỉ hạn chế khả năng của anh ta mà thôi. Mang trong mình trí tuệ thiên tài, đó là đặc điểm đáng sợ nhất của Aizen. Anh ta rất thành thạo về lịch sử, chiến lược và chiến thuật của Soul Society và là người hiểu biết nhiều kiến thức, như sự tồn tại của Ōken và phương pháp sáng tạo của nó. Không thể không kể đến sức mạnh to lớn mà anh sở hữu. Aizen đủ mạnh để chặn đứng lưỡi kiếm của Ichigo's Bankai chỉ bằng một ngón trỏ và gần như chém anh ta làm đôi chỉ bằng một nhát kiếm. Aizen đạt được sự bất tử và không thể chết. Anh ta tiếp tục tái sinh bất kể thiệt hại, dẫn đến sự cần thiết phải phong ấn sâu trong nhà tù dưới lòng đất. Trên đây là top 10 nhân vật bất tử có khí chất cực ngầu trong anime mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!